Chuyên cần thì nhất, ngày cưới linh đình rộn ràng, cô dâu vẫn phải mở laptop chạy deadline rồi mới yên tâm lên xe hoa. Mới đây, một hình ảnh được chia sẻ trong đám cưới tại Bắc Giang đã khiến ai nấy bất ngờ. Khung cảnh là đám cưới rộn ràng, khách khứa đông đúc, nhạc nhẽo linh đình. Nhưng nhân vật chính là cô dâu thì lạ lắm. Trong bộ áo dài đỏ thắm, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, cô dâu bật máy tính lên để chạy deadline. Cũng chung hoàn cảnh, dù không phải áo dài đỏ truyền thống mà thay bằng áo cưới trắng tinh khôi kiểu Tây, cô dâu này lại có điểm trùng hợp với cô dâu kia vì thứ đồ mà họ cầm trên tay không phải là hoa cưới hay vòng tay chú rể, mà lại là laptop để kịp xong công việc gửi cho sếp. Ôi trời ơi! Trước đó, hình ảnh một cô dâu khác ngồi trên xe hoa về nhà chồng cũng ôm máy tính để làm việc đã khiến chú rể cười không ngớt. Dù cảm thông và thấu hiểu cho công việc của vợ, anh vẫn trêu rằng chăm chỉ như thế này thì phải bảo sếp tăng lương đi thôi. Đúng này. Đúng là đi làm vừa có tiền vừa sang, tiền đình và sang chấn tâm lý. Deadline dí không trượt phát nào như thế này, KPI cuối năm rồi, có cưới thì cũng phải chạy thôi. Mời đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những câu chuyện thú vị bạn nhé.